Miu bung cúp áo khoe trọn vòng một đỉnh chóp giữa Bảo Tiên, sắp lên xa hoa với Trần Anh Huy. Miu từ trước đến giờ luôn gắn liền với hình ảnh ngọc nữ dịu dàng, thanh lịch. Thế nhưng trong những năm gần đây, cô giáo Miu có sự thay đổi lớn về phong cách thời trang. Cụ thể, cô nàng chọn những trang phục trẻ trung và gợi cảm hơn. Sự thay đổi nào cũng chịu những bình luận khen chê từ công chúng và Miu cũng không ngoại lệ. Một trong những kiểu trang phục mà Miu không mặc thường xuyên đó chính là áo khoe vòng 1. Bởi cô từng chia sẻ, mỗi lần mặc áo hở vòng 1, cô lại bị đồn đoán nâng cấp vòng 1. Dù ít lần mặc nhưng mỗi lần lăn xê mốt áo này, Miu đều nhận được tương tác cực lớn từ cư dân mạng. Hình ảnh mới nhất cô đăng mạng xã hội là minh chứng cho độ hot của cô giáo Miu mỗi khi lên đồ gợi cảm. Kiểu áo khoét vòng 1 sâu của cô được ví như mốt mặt trái tim trống vắng, khiến bao người si mê. Phong cách đời thường của cô có thiên hướng trẻ trung, năng động và gợi cảm hơn so với những lần đi sự kiện. Phong cách thời trang của Miu được thể hiện rõ nét ở hai khía cạnh là đời thường và khi đi sự kiện. Nếu những lần xuất hiện trước công chúng Miu vẫn trung thành với váy áo phong cách thanh lịch, công chúa, thì ở đời thường cô lại có sự thể hiện trái ngược hoàn toàn. Phong cách đời thường của Miu, cô nhận được nhiều bình luận công kích tiêu cực trong thời gian đầu thay đổi phong cách sang hướng sexy. Bởi nhiều người cho rằng là một giảng viên, Miu cần lựa chọn phong cách kín đáo hơn, phù hợp hơn. Ở phương diện khác, số đông khán giả ủng hộ sự thay đổi về phong cách của Miu bởi những outfit cô lăng xê đều gợi cảm chừng mực, chưa gặp phải sự cố thời trang. Quan trọng hơn, những mốt thời trang cô mặc đều là công thức lên đồ được các tín đồ thời trang ứng dụng nhiều trong cuộc sống. Miu từng lên tiếng về việc không quan tâm dư luận, cô chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp ở vai trò kinh doanh mỹ phẩm, kinh doanh bất động sản, làm giảng viên và tham gia các dự án nghệ thuật. Tuy nhiên, sức hút lớn nhất của Miu với người hâm mộ luôn được thể hiện qua hai từ thời trang. Thời gian này, Miu cũng liên tục vướng tin đồn hẹn hò, thậm chí sắp về chung một nhà cùng Trần Anh Huy. Trần Anh Huy, Miu là cặp trai xinh gái đẹp được nhiều người hâm mộ nhiệt liệt đẩy thuyền bấy lâu nay. Mới đây, họ tiếp tục thu hút nhiều sự chú ý khi cùng xuất hiện tại một bữa tiệc. Trên trang TikTok cá nhân, Trần Anh Huy chia sẻ đoạn video với Miu, trong đó tương tác của cả hai khiến người hâm mộ phải quán quéo. Cụ thể, khi Miu đang ăn, Trần Anh Huy tiến lại gần và hỏi cô, bà Dung biết bà Mi không? Miu ngơ ngác, Mi nào? Đàn trai tiếp tục, bà Mi mà tôi thương đó bà. Lúc này Miu vẫn chưa thể đoán ra ai, vẻ mặt hoang mang tột độ. Thấy thế, Trần Anh Huy liền tiết lộ luôn câu trả lời khiến cô vỡ lẽ. Sau đó chỉ biết cười tủm tỉm và ngại ngùng quay đi. Hóa ra nhân vật Mi mà nam MC nhắc đến chính là Miu, chơi chữ theo nghệ danh của Miu. Chứng kiến phản ứng của Miu khi được Trần Anh Huy ẩn ý là người mà anh thương, các fan không khỏi thích thú. Trong phần bình luận, phần đông khán giả đều khen ngợi cả hai dễ thương và trông hết sức đẹp đôi. Sau 7.749 lần thả thính, ai cũng hy vọng Trần Anh Huy Miu sớm trở thành một đôi. Trước nghi vấn đang yêu, cả Miu và Trần Anh Huy chưa bao giờ lên tiếng thừa nhận, song đàn trai nhiều lần gián tiếp thể hiện tình cảm của mình. Về phía Miu, cô khẳng định cả hai chỉ đồng hành như những người bạn thân. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn thừa nhận sức hút của Anh Huy. Nếu không phải bạn thân mà là một cô gái bình thường, chắc chắn Miu sẽ siêu lòng về những hành động của Huy. Huy là một chàng trai ấm áp, chu đáo và ân cần, thích tạo bất ngờ cho phái yếu. Hiện tại, mối quan hệ giữa Miu, Trần Anh Huy vẫn thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Trai có tài, gái có sắc, không quá lời khi nói rằng đây sẽ là cặp đôi đẹp của Vbiz nếu họ nên duyên. Song dù Miu và Trần Anh Huy có thực sự đến với nhau hay không, thì tình cảm tốt đẹp của họ dành cho nhau vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ.